Xin chào cả nhà nha. Hôm nay mình sẽ vào bếp chia sẻ các bạn món là bí ngòi nè các bạn. Củ nhỏ nhỏ mình xào với xúc xích với củ cải với lá tía tô nha. Ở đây là có một hộp bí ngòi, một trái ớt Đà Lạt vàng, một trái đỏ với một nhúm lá tía tô. Với đây là xúc xích nè các bạn. Xúc xích hình hạt đậu chay. Cái này là mình mua trong Âu Lạc, có bữa mình về thành phố với thăm con mình, nó sẵn mình mua luôn nè các bạn. Xúc xích thì ngon lắm. Bây giờ mình sẽ lấy bí này ra mình đi rửa nha. Bây giờ mình bắt chảo nước nó sôi mình cho chút muối vào nha. Bí các bạn làm xong các bạn lấy cái nụ ở trong ra nha các bạn. Lấy cái nụ cái nhị bí ra. Rồi cái nào già mình tước sơ cái này là bí nụ nha. Bây giờ nước đã sôi bùng rồi, mình cho bí vào. Bây giờ mình trụng nó sôi bùng như vậy chừng 2 3 phút mình vớt ra nha. Bây giờ mình vớt ra bỏ vào tô nước thôi nha. Tô nước lạnh. Đây mình chỉ cho vào tô nước. Bây giờ bí mình đã xả xong rồi các bạn. Mình cho ra cái dĩa rồi mình bắt cái chảo rồi mình xào nha. Bây giờ mình bắt cái chảo rồi mình cho chút dầu vào. Dầu này là dầu hành phi các bạn. Xài cũng sắp hết rồi. Cho vào khoảng chừng hơn nửa muỗng dầu ăn thôi. Mình cho tỏi vào. Tỏi này mình đập dập chứ mình đừng bằm nhuyễn không ngon nha. Bây giờ mình cho xúc xích vào. Mình cho bí nụ vào luôn. Mình cho một xí bột ngọt nha. Một phần ba muỗng đường. Một xí bột nêm thôi, một phần tư muỗng bột nêm. Thơm ghê, cái xúc xích này thơm lắm rồi. Cái này mình mua trong Âu Lạc. Mình cho vào một chút dầu dầu hào nha, một muỗng cà phê dầu hào. Một phần ba muỗng cà phê nước mắm. Các bạn thích xì dầu thì bỏ xì dầu nước tương gì nha. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Bây giờ mình cho lá tía tô vào. Các bạn thấy không, khi mà mình xào bí vậy cái bí ngòi á, bí nụ bí nó xanh lét nó ngon. Bây giờ mình cho vào một chút xíu tiêu. Rồi bây giờ mình nhé dắt xuống nha. Bây giờ bí ngòi này không phải là gọi bí ngòi là gọi bí nụ các bạn. Bí đỏ rồi bí nụ. Bí nụ xào với xúc xích với lá tía tô của mình đã hoàn thành rồi. Mình chúc các bạn làm món này ăn ngon miệng nha. Mình xin chào, hẹn lại clip sau. Chúc gia đình lúc nào cũng luôn luôn được bình an, dồi dào sức khỏe.